Xin chào, tôi mừng các bác đến với kênh của nhà cụ âm thanh ánh sáng Du Tứ. Hôm nay Du Tứ sẽ test cái đôi loa CAF với cấu hình một bát 30 một kèn, mã sản phẩm là AA12 cộng, giá là 7 triệu 900 ngàn đồng. Và hôm nay Du Tứ sẽ test cái clip để Du Tứ hát karaoke tặng các bác một bài và các bác nghe cái chất âm mộc và trung thực và hát live trực tiếp như này. Rất là nhiều clip test dòng loa này, các bác có thể đăng ký kênh. Các bác đeo tai phone mà nghe nó rõ hơn nhé, bởi vì nghe loa điện thoại nó sẽ không hết giải ra hết được các giải đâu ạ. Đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi, gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in trên tường loa. Anh gối tay tôi để ôn chuyện xưa cũ gói trọn trong tuổi nhớ. Tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa trọn vòng tay, có phải vì tâm tư dấu kín trang thư còn đây, nên những khi mưa nửa đêm làm sao duyên giấc mộng chưa đến tìm. Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai, cành dài nghe bụi ngồi mưa lên phố nhỏ, có một người vừa ra đi đêm nay để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi. Khi chót vơi những hình ảnh của tim vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm dần những giọt mưa cuối cùng. Chú Tứ chỉ test một đoạn như vậy thôi cho đỡ mất thời gian của các bác. Các bác nào có nhu cầu thì tìm hiểu cũng như là mua sản phẩm bên Du Tứ loa CAF AA12 cộng, các bác có thể vào kênh để xem những clip test các giải khác nhau, giải bát, giải trung, giải tép và nhạc không lời. Một nữa thì chào và hẹn lại các bác trong những clip lần sau.